Tức là càng tiếp cận thì bạn cứ ý nghĩ là muốn để gì làm vợ tôi thì tôi không có nhà, bạn cứ đi, bạn đứng, bạn đường, bạn ngóng xe tôi rất là lâu rồi. Cái tụng chú Đại Bi là cứ 81 biến một năm tôi lại Phật rất là nhiều. Mỗi cầu mỗi là gì mà gặp được vị minh sư để dẫn dắt tôi, để cho tôi tu luyện. Tôi có nhiều tiền là tôi đi mua tượng Phật, nó tôi đi làm công đức. Nào gần như ngày nào tôi cũng mua bông của các bạn rất là nhiều. Thì khi bạn nên leo lên, bạn bỏ cái bình bông lên, tôi nghe nó mùi khét, bàn thờ là cháy khét luôn, cháy lửa. Tôi mới giật mình, mua đồng tiền tôi mua bông là không phải là đồng tiền chính đáng. Muốn trở thành một người tốt thì cũng rất là khó, là sướng có khổ có, nó đến ập đến. Trong phim Tây Du Ký đường Tam Tạng 81 lần. Thì người phụ nữ thứ hai này thì khi mà về mà dạy cái người bạn kia để cắm bông ấy, thì là nói chung là khi mà họ tiếp xúc với tôi là thứ nhất là họ là nhà họ gần chỗ chợ đó, và hai là họ là người bán bông ở đó. Thì về sau mà tôi mới biết là người này là vướng vào, cũng vướng vào đập đá, cũng là nó ngồi là không những là bạn này, mà tôi thấy là tất cả những người gần như những người phụ nữ mà trẻ ở khu vực đó mà cứ đêm mà hôm mà ngồi nhậu nhẹt với nhau ấy, toàn là dân đập đá ấy. Tại sao à? Chính vì sao là cạn bạn nên là sao? Khi mà bạn tiếp xúc được gần với tôi thì có rất nhiều những cái lần mà bạn ấy đi chơi thì tôi đi chơi cho tùy bạn ấy đi chơi, bạn điện tôi điện thì bạn sang ngồi chơi với tôi, hoặc là bạn nhờ gì bạn nhờ tôi những việc. Thì như tôi chia sẻ các bạn ấy ở bên cái khu An Sương, hoặc là tôi rất nhiều những người em mà làm ăn về mặt trái, làm ăn về mặt gì cũng có, rất là đồng ý như vậy. Cũng như tôi chia sẻ các bạn, tôi ở ngồi chỗ nào tôi có thể, ví dụ tôi gần chỗ nào tôi có thể, có là những người em tôi điện là người em ở khu vực gần đó là họ tới, ví dụ vậy. Mà những cái bạn này, những người này thì thường là dân đập đá. Thì cũng như tôi chia sẻ các bạn là họ sống bằng cái đó, họ đập đá, họ công việc của họ cũng là cái gì cũng vẫn là làm ăn rất là lương thiện, như là buôn bán bông như thế. Nhưng mà tôi nói là đã vướng vào đá rồi thì chơi thì cũng như là bán bông. Tôi chia sẻ các bạn thì các bạn bán thường là bán vào những cái ngày nó gần ngày rằm, ngày mùng 1 ý như vậy. Còn thời gian rảnh là bạn ấy, đó là bạn ấy bình thường thì vẫn bán bông được, nhưng mà gần chợ là kinh doanh được. Nhưng mà bạn ấy lại vướng vào đập đá. Cái thời điểm đấy thì đêm, tức là tôi chia sẻ các bạn đập đá đêm hôm xong rồi là đàn đúng rồi, ăn nhậu thì qua đêm rồi thì sáng bắt đầu ngục, ý là như vậy. Cái thời gian nó sống nó cứ rất là khó để mà hòa nhập làm ăn. Cũng như là khi mà tiếp xúc chơi với tôi thì cũng như tôi chia sẻ các bạn là tiếp xúc với tôi thì tôi thấy thì đi theo tôi thấy thì là tôi cái chơi của tôi nó khác hẳn cái chơi của các bạn ấy. Cái chơi các bạn ấy thì cũng là vừa nhậu vừa đập đá, có bình đá ở đó thì cả đống ngồi nam nữ ở đó, ý như vậy. Nên là chính như về sau này nó ngồi nhậu xỉn mà thì bắt đầu mới phát sinh ra, như tôi chia sẻ các bạn phát sinh ra là thèm thích sử dụng ma túy đá đó. Thì cái đám nó cứ hổ lốn như thế, sử dụng ma túy đá thì bắt đầu nghĩ đến cái chuyện là quan hệ loạn tính, loạn tình dục, ý cho tôi chia sẻ các bạn như vậy. Thế mà qua mà được đi chơi với tôi thì vì cái khoảng thời gian sau bạn được đi chơi tôi là để tôi tiếp cận, để tìm hiểu về những cái vấn đề đó. Thì tôi chia sẻ các bạn là chia sẻ các bạn này, khoảng thời gian đó thì tôi thì nói cái đạo đức của tôi về cái quan hệ nam nữ, quan hệ kiểu bất chính, cái đạo đức trượt dốc của tôi thì tôi coi cái chuyện quan hệ nam nữ rất là bình thường. Tôi nghĩ nó đàn ông nó chẳng mất cái gì cả. Mà hơn nữa là chia sẻ các bạn này không phải là lên bất kể cuộc chơi, là tôi nói là lên chơi thì kể cả những người em tôi, là người em tôi đến chơi tôi thì như là tôi chia sẻ các bạn ngồi khách sạn rất là nhiều, không cứ gì là mà ngồi chơi với lại trong cái cuộc chơi của tôi thì các bạn đang chơi với tôi, bạn thấy nó rất là khác ở cái chỗ là ma túy của ngồi đập đá của tôi thì nói chung là cái đồ của tôi chơi nó cũng sẽ khác hơn đồ các bạn chơi, ý như vậy. Thì những cái đồ mà tôi chơi thì thường thường là những người em tôi rất ít, tôi nói chia sẻ các bạn tôi rất ít khi được đập đá. Nói chung là tôi không thích đập đá thì nó như là tôi đập đá thì người nó không ngủ, không ăn, không ngủ được, mà răng lúc nào cũng nghiến, mà xong rồi mắt thì trợn. Mà đập đá tôi chia sẻ các bạn có khi một tuần tôi hút một hai lần ý như vậy, nhưng mà cả tuần người nó rất là khó chịu, ý như vậy. Nó cứ đập đá nhiều là thường là phải quay lại hít chơi heroin, nó là rất là sợ nghiện heroin, ý như vậy. Nên tôi quả tôi hút liên tục, ý như thế. Nếu mà qua chơi nhưng mà thực sự là nói tuần hút một hai lần thì là nói đúng là hút nhiều, chứ còn thực ra thì gần như là ngày nào thì cứ như tôi chia sẻ các bạn là tôi là ít khi tôi ở nhà, toàn là khách sạn thì xung quanh đó thì nó thì ở khách sạn thì ai thì cũng gần như là đã khách sạn một khu vực nào mình ở một khách sạn quen đó thì những người ở phòng quen đó họ đều biết tôi, ý như vậy. Nói chung là những người em tôi thường cũng hay ở khách sạn gần đó, nên là thường là
là nó tới hay gì, nó điện tôi ở đâu là nó tới, và tụi nó tới lúc nào trong người chúng nó cũng có ý như thế. Mà qua chơi, ngồi chơi với tôi thì thấy, tức là nói chung là những cái người như thế, nhưng tôi chia sẻ các bạn như là những cái bạn mà như cái bạn sinh viên sinh viết mà đó, mà đi lên quán bar, con biết trên quận 1 nó là quán bar quốc trường trên quận 1 thì chân vừa ngắn là sao mà dám đi lên, ý là như thế. À, lên 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 vì lên trên đó thì chơi trên đó nó khác, nó cũng hướng cũng về sau là cũng vậy. Nhưng mấy cái bạn đập đá này thì nói chung là bạn ấy đi chơi với tôi thì cũng như là đi chơi, mà tôi lại chơi những toàn những cái loại ma túy nó như thế, cái nào nó ra cái đó chơi, nó đó chơi nó bay ra bay như vậy, rồi mỗi lần bay thì như thế, ý như vậy, chứ không kiểu ngồi linh tinh như thế, ngồi giữa đường giữa giữa phố mà ý như vậy. Nói chung là chơi với tụi tôi thì nói chung là các bạn mới biết được là thực sự là bay như thế nào, ý như vậy. Nên là chính vì như vậy mà bạn ấy chơi với tôi, bạn ấy tiếp xúc như vậy, nên chính vì sau này thì ví dụ như mỗi lần mà các bạn ấy có 500 ngàn, ví dụ vậy, bạn ấy bảo anh ăn qua là bạn ăn nhờ, hoặc là bạn ấy biết được cái người em tôi ở chỗ nào như thế, ý như vậy là bạn lại chạy đến. Đấy, bạn ấy kêu, bạn ấy lại nói là lấy giùm, lấy cho bạn như thế thì những người em tôi thấy đi với tôi như thế thì cứ nghĩ là lấy về cho tôi, ý như vậy. Thế nói chung là các bạn có đi mua thì bạn đừng mua được rất là rẻ mà đồ rất là ngon, ý như thế. Sau là còn cộng lại với rất nhiều cái, khi bạn tiếp xúc với tôi nhiều thì bạn mới thấy là, khi bạn tiếp xúc với tôi nhiều thì bạn mới càng thấy là những cái mà về về những cái hư tật xấu của bạn ấy thì nó rất là phù hợp với bạn về những cái đó, ý như vậy. Thế là bạn ấy cứ sang nhà thì bạn thấy nhà tôi lại chả có ai, em gái tôi hay gì, ai là tôi ở nhà tôi làm gì chả ai nói gì cả. Mà tôi về nhà mà tôi cứ để bình đá ngồi tôi đọc ngay chỗ ngay tiệm tôi cũng chả ai nói. Nên chứ khách ra khách vào, dân đi đường ai gì tôi cũng cảm thấy bình thường, ý như vậy. Các bạn như cứ là càng tiếp cận thì bạn đến, bạn lúc nào bạn có một suy nghĩ, bạn có ý nghĩ là bạn ấy muốn là tìm cách, như người phụ nữ tôi chia sẻ các bạn là những người này nó họ vướng vào ma túy mà họ xoáy vào, nhất là ma túy đá, nhất là cái thành phần như các họ là vướng vào những thế hệ trẻ sau này, chỉ cần vướng vào ma túy đá một cái là bị cuốn vào liền. Nó cuốn vào tức là mình nghĩ đến cái gì là trong đầu mình phải tìm đúng cái cách để mà mình đạt được cái mục đích đó. Cũng như tôi chia sẻ các bạn, nếu mà chơi game ấy thì đánh bài thì cứ cuốn vào đó, mà ví dụ như bạn muốn làm một cái việc gì, bạn muốn là muốn 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 là bạn ấy là để đạt được cái mục đích của bạn, tức là bạn ấy muốn để gì làm vợ tôi thì bạn ấy sẽ cứ xoáy vào, bạn ấy dùng dùng đủ mọi thức, ý tôi chia sẻ các bạn đến một bạn như điên luôn. Thì quay trở lại tôi chia sẻ các bạn là tôi mới chia sẻ các bạn là đúng là cái ma túy đá là nó kinh khủng như thế. Tôi quan điểm với bạn ấy rất rõ ràng, mà tôi cho mượn các bạn mượn tiền, cho mượn tiền thì tôi cũng biết trước là làm mượn thì bạn chả có cơ hội nào, mà mục đích của tôi cũng là tiếp cận các bạn để tôi giải quyết cái việc của công việc chính của tôi. Còn nói thẳng ra nó cũng như kiểu là một cái đầu một 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 cái đầu 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 đầu, đầu tổng banh, ý như vậy. Một người người ta đã trốn được nợ thì người nào người ta cũng trốn được, ý như thế. Nên giống như là trong cái vấn đề chỗ làm ăn của mình đó, mà em của mình nó bị người khác, người ta giang hồ chứ khác mà nó xử nó phang rồi thì trước sau nó sẽ phang được mình, ý như vậy. Nên chính vì bạn tiếp cận bạn thì trong rất nhiều những cái mà về sau này tôi chia sẻ các bạn, càng bạn càng gặp bạn mà tiếp xúc với tôi rồi, ví dụ bạn nhiều khi là bạn ấy tôi không có nhà, bạn cứ đi bạn đứng bạn đường bạn ấy ngóng xe tôi để bạn sang đó, ý như vậy, sang nhà ngồi nhiều khi là đuổi các bạn đi, ý như vậy. Rồi thậm chí là thì sao, vì bạn ấy tiếp xúc với tôi thì bạn mới thấy rất nhiều những cái mà bạn mới cần, rồi về sau này thì cho bạn mượn tiền thì không có khả năng để trả, rồi bạn ấy đứng ra tôi chia sẻ bạn này giới thiệu cho người mấy người phụ nữ mà mở tiệm uốn tóc ở đó, ý như vậy. Cho mượn tiền tôi cũng cho mượn 5 triệu, nhưng cho tôi chỉ cho duy nhất mượn một lần thì tôi biết là mượn mấy bạn này không khả năng trả, mà nói chung là tôi không muốn đòi, ý như vậy. Sau này tôi phải đứng ra tôi giải quyết cho các cả bạn ấy, lại cả mấy cái người phụ nữ ở đó, là giải quyết rất nhiều những cái mượn rất nhiều đầu tiền giang hồ ở đó. Thế là khi mà bể nợ ra rất là nhiều ở đó, tôi đứng ra tôi giải quyết rất nhiều những người dân ở đó, là những bạn ấy và một số người phụ nữ ở đó, ý như vậy, là nợ tiền giang hồ rất là đông. Thì cũng như là tôi chia sẻ các bạn cái khoảng thời gian này là tôi sau khi cái sự việc mà cái người bạn đó là đưa con về nhà rồi thì cuộc sống của tôi lại vẫn trở lại bình thường,
Đó thì tôi tiệm tiếc thì rất là bình thường. Thì tôi nhớ bạn là lúc này thì có một lần mà tôi cái khoảng thời gian mà cái người phụ nữ mà tôi chia sẻ các bạn là nhờ để sang dạy cái người 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 bạn gái của tôi để cắm bông á, thì cũng như tôi chia sẻ là cứ hôm nào bạn bán bông á, thì có khoảng thời gian đó là tôi cứ chiều tối nào tôi cũng là ngồi tôi tập thiền ý như vậy. Và tôi vẫn cứ duy trì cái khoảng thời gian rất là lâu, và tôi đọc cái tụng chú Đại Bi là cứ 81 biến một ngày. Nó có khoảng một tôi duy trì được khoảng một thời gian, trong một thời gian về sau này thì một ngày nào ít nhất là tôi đọc 5 biến ý như vậy. Thì bắt đầu tôi đi tìm, tôi đọc rất nhiều kinh sách nữa, và tôi lúc đó khoảng thời gian tôi lạy Phật rất là nhiều. Tức là tôi nhớ là một ngày tôi phải lạy trên 100 Phật, trên 100 lạy Phật ý vậy. Tôi lạy rất nhiều, lạy Phật A Di Đà này, không biết tôi nhớ không nhầm là hình như là tôi lạy mỗi ngày tôi lạy Phật A Di Đà 49 lạy hay gì đó. Xong rồi Phật Thích Ca tôi lạy 9 lạy này ý như vậy. Xong rồi Phật Dược Sư thì tôi cũng lạy 3 lạy, rồi Bồ Tát Đại Thế Chí cũng 3 lạy, rồi Bồ Tát Quán Âm 3 lạy, chứ rất nhiều Bồ Tát. Tôi Bồ Tát Địa Tạng, rồi Bồ Tát, rồi Phật Di Lặc cái thứ là tôi đều lạy mỗi mỗi Phật đó, mỗi đó rất nhiều đều mỗi người đều 3 lạy, mỗi Phật đều 3 lạy. Chứ tôi lạy rất là nhiều, ngày nào cũng vậy. Mục đích là tôi chỉ xin mỗi mà mỗi cầu mỗi là gì, mỗi là tôi xin là tôi gặp được được người sư phụ của tôi, gặp được người vị minh sư để dẫn dắt tôi để cho tôi tu luyện ý như vậy. Thế đó thì cũng như tôi chia sẻ các bạn là cái khoảng thời gian đó thì hai cái bên phòng của tôi thì phòng nào cũng rất nhiều tượng Phật, tôi thỉnh về rất nhiều tượng Phật đó. Thì lúc đó tôi đâu có biết đâu mà là tôi cứ thấy là cứ có nhiều tiền là tôi đi mua tượng Phật nó, tôi đi làm công đức, đi ấn tống kinh, rồi tôi đi làm quyên góp cái tiền mà từ thiện vào để những cái chùa mà nuôi những trẻ mồ côi đó ý như vậy. Và tôi mua tượng Phật về đó, mà tức là tôi mua tiền bông thì chính những cái người bán bông thì gì thì tôi lại cho mượn tiền, nhưng mà sao tôi lại những ngày ngày nào gần như ngày nào tôi cũng mua bông của các bạn rất là nhiều đó. Thì tôi nhớ có một lần là tôi kêu bạn ấy sang mang bông sang qua cho tôi và dạy tôi cách cắm bông, thì cũng như là tôi nhìn các bạn cắm bông một cái tôi cắm bông rất là đẹp ý như thế. Thì tôi nhớ một lần là tôi có không biết tôi đang làm cái gì, tôi nhờ bạn ấy cắm bông xong rồi tôi nhờ bạn ấy là leo lên bỏ trên ban thờ tượng Phật. Thì tôi nhớ là ban thờ tượng Phật nó như là tượng là Phật Thích Ca Mâu Ni thì phải, có cái tượng tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì khi bạn ấy leo lên, bạn bỏ cái bình bông lên, thì tôi chia sẻ các bạn là đốt nhang xong rồi thì bạn xuống, thì một lúc sau tôi thấy tôi nghe nó mùi khét, tôi mới chạy vào tôi mới nhìn lên thì mấy cây nhang mà bạn ấy cắm là rớt xuống ban thờ là cháy khét luôn, cháy lửa. Tôi mới giật mình, tôi mới nhìn nó tôi giật mình. Mà khi mà tôi quay lại tôi mới nhớ lại cái lúc mà bạn ấy lên, bạn ấy cầm cái bình bông bạn ấy đưa lên trên cái ban thờ của Phật ấy. Tôi nhìn thấy các bạn ấy ăn mặc, tức là cái kiểu ăn mặc, cái kiểu dân chơi ăn mặc là hở hang mà dâng cái bình bông lên ấy. Thấy mà tôi thấy là rớt cắm cái nhang mà rớt xuống cháy, tôi giật mình, tôi biết đấy là sai rồi. Thì trong đầu tôi sợ quá, tôi nghĩ là ồ là đúng rồi. Tôi mới giật mình, tôi mới nghĩ ra chính là cái gì, chính là những cái bông mà tôi nghĩ là cái bông mà bạn này bạn ấy cầm qua, bạn tôi mua của bạn bạn mang qua bạn ấy dâng lên Phật như này là không đúng. Vì sao? Vì tôi nghĩ rằng là chính là cái đồng tiền mà tôi dùng để tôi mua cái bông để tôi dâng lên Phật đấy là đồng tiền, đấy là đồng tiền không trong sạch. Vì khoảng thời gian tôi chia sẻ với các bạn là tôi cho rất nhiều, vì có rất nhiều những người phụ nữ ở bên đó, là tôi chia sẻ với các bạn là ở Sài Gòn nó có một cái gọi là cũng có một cái nó cũng có một cái dạng gọi là dạng tệ nạn mà nó biến tướng gọi là cà phê đèn mờ. Thì có một cái khoảng thời gian đó là đầu tiên mà khi mà cái mặt bằng của tôi đầu tiên là có một người, nói chung là chủ quán cà phê đèn mờ nó có mướn cái mặt bằng của tôi, và mướn mặt bằng thì có làm một thời gian, hành nghề một thời làm một thời gian. Thì lúc đó tôi mới mở tiệm cầm đồ, tôi cho mướn mặt bằng tôi không biết được là cái hình thức là như thế nào. Thế chính nhưng mà chỉ làm một thời gian rất là ngắn thì phường xuống giải tán liền, nói với tôi là không không được, không được phép. Vì phường 14 là phường điểm của quận Gò Vấp nên là không được mở những quán cho khách người ta thuê mặt bằng để người ta mở những cái hình thức mà mở cái cà phê đèn mở, cà phê trá hình này, phường 14 là không cho phép. Thế nên là họ yêu cầu tôi là trả lại mặt bằng cho họ. Ý như vậy nên là tôi trả. Thì là đó là cũng là một người về sau này họ là sang bên đường
Tân Sơn, họ đường Phạm Văn Bạch, đường Tân Sơn để họ mướn mặt bằng họ làm. Và rất nhiều những cái khoảng thời gian đó thì tôi cho mượn tiền, thì cũng như là tôi chia sẻ các bạn là lúc khoảng thời gian trước á, là tôi đã xuất ra cái niệm mà tôi muốn đi tìm tìm đạo, là tôi muốn tu luyện đó, thì tôi đi vào trung tâm cai nghiện các thứ, thì những cái công việc của tôi cho vay tôi lại thu nhỏ lại, rất là tôi không làm nhiều nữa, ý như vậy. Nhưng đến khi cái người phụ nữ mà nói có con với tôi cái, thì tôi quay trở lại, thì tôi lấy tiền của chị tôi 300 triệu nữa, và tôi khi mà không mua được nhà chung cư một cái số tiền đó là tôi cho vay, nhất là nó cho vay thêm, và nên là lúc đó tôi cho vay rất là nhiều nữa, lại quay lại cho vay rất là nhiều. Thì tôi chia sẻ các bạn là lúc đó tôi cho rất nhiều những người phụ nữ, kể cả những người phụ nữ mà chủ quán cà phê, tại sao họ mượn tiền của tôi. Rất nhiều những người phụ nữ mà chủ quán phê, cà phê đèn mờ, rồi những cái người mà làm ăn mặt trái ở bên cái đường Tân Sơn và khu vực đó đều muốn mượn tiền của tôi. Vì lý do tại sao họ mượn tiền của tôi thì rất là đơn giản, đó là tôi cũng nhớ là có một hôm mà tôi đang ở bên nhà cái người bạn gái mà nó có con với tôi đầu tiên đó, thì tôi lúc đó điện thoại cũng như tôi chia sẻ các bạn là hai tay hai súng mà, nên là cũng là đó, thì mà những rất nhiều người gọi đến thì đa số toàn là khách mượn tiền, ý như thế. Và còn những người mà số mà nó lưu lại có tên danh bạ thì nó rõ ràng, còn nếu không thì đa số là khách mượn tiền. Tôi nhớ có cuộc điện thoại đến thì nói là em anh còn nhớ không, bảo ai là ai, nói là có vấn đề gì không, mà anh nếu như mà đám này đám mấy đứa giang hồ ở bên Tân Sơn này mà nó hỏi anh là có phải là em mượn tiền của anh không, thì anh nói là em mượn tiền của anh nhé. Hỏi sao vậy? Bảo là nó ra nó lấy đòi lấy tiền bảo kê của em, thế nhưng mà em nói là em đang mượn tiền của anh Long. Thế nó ô, thế mượn tiền của anh Long thì thôi cứ làm đi, ý như vậy. Thì nên em mới dặn anh là nên thì tôi mới nghe nói vậy, tôi bảo được rồi, ý như vậy. Thì đúng là tối hôm đó tôi về nhà thì là đám giang hồ nó sang tìm tôi, hỏi anh có phải là mà mấy con đó là mấy con nhỏ đó là mượn tiền ăn không, mà đúng rồi, sao không, không em tưởng là nếu mà nó mượn tiền ăn thì để đến giờ thì khỏi cần đấy, đến giờ em thu em mang qua cho ăn, ý là như vậy. Còn em vì xem nếu nó không phải mượn tiền của ăn thì em lấy tiền bảo kê của nó, ý như thế. Lấy nó mượn tiền của tao, ý như thế. Thì tôi chia sẻ các bạn là chính vì như vậy nên là các bạn cứ sang các bạn mượn tiền của tôi, thay vì là cũng phải mượn tiền. Bạn cũng đi các, nói chung là những người làm ăn mà trái thì thường đa số người ta mượn tiền rất là nhiều, kể cả là những người mà làm trong massage, rồi những cái bạn sinh viên lên, hay là những bạn mà ở quê lên mà nhân viên quán cà phê, quán bar, quán nhà hàng, nhân viên quán cà phê nhà hàng đều rất nhiều người bạn là hay đóng tiền góp, mượn tiền góp làm gì, mượn mua điện thoại, mua xe Honda, ý như vậy. Thì chính vì những cái bạn mà làm ăn mặt trái như cà phê đèn mờ thì bạn đã gọi là bọn má mì đã chủ rồi, bạn ấy cũng mượn tiền giang hồ rất nhiều, nhưng mà mượn tiền giang hồ thì vẫn cứ phải đóng cái tiền bảo kê ở khu vực đó, ý như vậy. Thế mà nó mượn tiền của tôi thì ở đó thì các bạn làm việc làm ăn ở đó thì nói chung là đám lấy tiền bảo kê là mấy đứa em mà nó không đến nó lấy, ý như thế. Thế là cứ mượn tiền của tôi đó. Nên là về sau này tôi chia sẻ các bạn là khi mà tôi mới giật mình ra, khi bạn này bạn đem cái bình bông mà dâng lên Phật một cái, mà tôi về bạn về một cái mà tôi nhìn thấy là cây nhang nó cháy lên, cháy khét lên cái bàn thờ lên, tôi giật mình, tôi mới nhìn lại, tôi mới giật mình, tôi nghĩ ra là thứ nhất tôi nhìn thấy bạn ăn mặc hở hang thế mà bạn này leo lên rồi bạn dâng bông lên Phật, là tôi thấy là không đúng. Và thứ hai tôi nhìn đến là chính là gì, những cái bông mà tôi đưa lên thì thực sự ra là nó lại do những cái đồng tiền mà tôi mua, đồng tiền tôi mua bông là chính là đồng tiền tôi kiếm, đồng tiền nó không phải là đồng tiền chính đáng, đồng tiền thì toàn là những cái gì. Thế những người phụ nữ người ta phải làm những công việc đó, bán rẻ lương tâm của người ta, ý như vậy, để người ta trả cái đồng tiền lời cho tôi mà tôi lấy đồng tiền thì không đúng. Thế là tôi trở thành có tội, tôi nghĩ là như thế. Thế là tôi sợ quá, thế là tôi từ đó ra đi là tôi không liên quan gì đến. Thế chính vì về sau này là tôi chia sẻ các bạn là thì sau này các bạn sang các bạn mượn tôi số tiền rất là lớn. Có những bạn nói chung là mấy bạn, các bạn có bạn mượn tôi mấy trăm, ý như vậy. Nói sau này các bạn ấy chạy trốn của tôi thì đó là cái về sau này các bạn ấy chạy trốn của tôi thì
thì bạn ấy chạy trốn thì về sau này chính là kể cả các em của tôi đi tìm nó như nào đấy, nhưng mà tôi cũng không 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 còn quan tâm nữa, vì đó là lúc về sau này, lúc là tôi đắc đạo rồi, tôi tìm được cái pháp môn mà tôi tu luyện rồi thì tôi sẽ hiểu được rất nhiều đạo lý, nên là tôi sẽ không đi tìm các bạn. Nó câu chuyện về sau tôi sẽ kể các bạn, giống như là tôi câu chuyện tôi kể ở đây tôi mới chia sẻ các bạn, tôi mới nhìn thấy chính là cái việc làm của tôi, là tôi những cái bình bông nó mà tôi đó, rồi những tượng Phật, rồi những cái đồ ấy mà tôi dâng lên Phật, đó chính là gì. Đương nhiên là cái tâm của tôi là tôi hướng về Phật, nhưng mà những cái đồng tiền nó là công việc của tôi, là công việc làm, tôi thấy là nó không đúng với lại chính cái lương tâm của mình, thế nên là tôi cảm thấy nó không đúng. Chính vì tôi nghĩ chính là cái nguyên nhân như thế mà cái cây nhang nó mới rớt xuống nó cháy ý như vậy. Thì là để tiếp tục quay lại câu chuyện của bạn này, cũng khoảng thời gian như tôi chia sẻ các bạn, mà chính cái lúc cái người đầu tiên mà nói có con với tôi, thì khoảng thời gian mà khi mà mới sanh thì về, thì cũng như tôi chia sẻ các bạn là vào một cái thời điểm đó thì nó lại ở lúc đó thì xã hội nó lại rộ lên rất nhiều những cái hình thức làm ăn. Tôi chia sẻ các bạn là tôi thấy ngày đó tôi thấy là có hai cái hình thức, một là mở một cái tiệm nét, hai là đầu tư về cái máy bán cá, thì lãi suất nó rất là lớn, thu nhập rất là lớn. Như tôi chia sẻ các bạn khoảng thời gian đó thì tôi cũng như là tôi chia sẻ các bạn là muốn trở thành một người tốt thì cũng rất là khó, đến nó cũng phải trải qua rất nhiều thử thách. Về sau này mà khi tôi tìm được cái pháp môn để mà tôi đọc sách để tôi thực hành theo, rồi tôi tu luyện, rồi tôi mới biết được là tại sao nó rất nhiều những cái điều nó đến với tôi mà như thế đó. Tức là tôi chia sẻ các bạn là sướng có khổ có, nó đến ập đến để cho xem là tôi mới hiểu được, là cũng như là trong 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 phim Tây Du Ký, đường Tam Tạng 81 lần nạn như vậy. Tức là mày thử thách rất nhiều xem là mình có thật sự là đúng là mình tâm mình hướng Phật hay không, mà có muốn là muốn thật sự mình muốn tu bỏ cái thói hư tật xấu của mình hay không. Ví dụ tôi chia sẻ các bạn là cái khoảng thời gian đó thì tôi cái khoảng thời gian mà tôi mượn 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 một số tiền rất là nhiều, mà khi tôi hay tin được á, là cái bạn nó cắm dâng cái bình bông lên một cái mà tôi nói là bị cháy cái ban thờ Phật của tôi, một cái tôi giật mình, tôi mới nghĩ lại cái cách làm việc của tôi. Tôi cho mượn tiền thế những người như thế, thì khoảng lúc đó là những cái người phụ nữ làm ăn về mặt trái sang mượn tiền tôi rất nhiều, có người mượn tôi mấy trăm tôi đều cho mượn hết. Thì cái khoảng thời gian đó thì cũng tôi chia sẻ các bạn là các bạn bỏ, các bạn bỏ trốn thì đúng đúng là lúc đầu tiên tôi nói thật sự là bộ trốn của tôi lúc đó, thì tuy rằng là tôi là lúc đó là gần như là ngày ngày tôi là hàng ngày là tôi tụng kinh niệm Phật thật đấy, nhưng mà tôi nói thật sự là chốt tiền của tôi là tôi nói là không không ổn rồi. Tôi nói là khi mà trốn tiền của tôi một cái, ở chỗ đó là tất cả giang hồ nó đều biết, mà trên đó là các anh công an phường ở khu, rồi dân phòng ở đó, cái khu đường Tân Sơn nó là lúc nào lúc gắn camera rồi, chỉ cần đụng chạm cái gì một cái là camera gắn là công an phường với lại dân phòng đến liền. Thế mà khi mà biết được là mượn số tiền của tôi mà trốn số tiền của tôi thì đúng là tôi nói là ở đó là họ biết là sẽ xảy ra một trận, tức là tôi mà đã lấy trốn tiền của tôi số tiền lớn như thế thì chắc là lần này là tôi không để im ý như vậy. Thì đúng là trốn tiền tôi là nói đúng là tôi điên thật. Tôi chỉ nghĩ là đúng là nghĩ là khoảng thời gian đó thì tôi suốt ngày tôi hút cỏ, tôi nghĩ là mình giúp họ cho mượn tiền đó. Nhưng mà đúng là mình cũng về sau là mình tin quá, mình ảo quá. Nhưng về sau này thì mình nghĩ mình mà mình hiểu được nữa thì chính là cái nghiệp đó mình phải trả ý như vậy. Thì tôi chia sẻ các bạn là cái mặt bằng kế bên tôi cho mướn ấy, thì lại họ bữa đó tôi không qua nhà, tôi lại đưa cái người bạn gái và cái cháu bé nó về nhà tôi với Bình Dương chơi, thì đúng hôm đó này cái mặt bằng bên cạnh tôi cho mướn lại bị mất chiếc xe SH. Mất chiếc xe SH thì khu vực ở đó thì lại thấy tôi không ở đó thì lại nghi ngờ tôi có cái tiền sử là trộm cắp xe như thế. Thế là họ nghi ngờ. Thì không thấy tôi cái thì họ báo lên quận như thế nghi ngờ đó, những cái đối tượng khép khoanh vòng khoanh vùng, ý là các là nghiệp vụ của anh ấy như vậy, khoanh vùng lại ý như vậy nghi ngờ. Thế là mới công an khu vực mới lại kiểu là dùng cái hình thức cái gọi là cái chuyên môn của họ mới điện thoại cho tôi nói là hình sự trên thành phố là nhắn là lên trên đó gặp
hình sự thành phố có việc gì, ý như vậy. Tôi mới nghĩ, tôi bảo hết hình sự quận thì rồi xong lại lên là hình sự thành phố kêu có việc gì nhắn là hỏi ai là người nhắn lên, ý như vậy. Thì nó lên để gặp, mà có giấy mời lên gặp. Tôi nhớ là hình sự ở trên thành phố Hồ Chí Minh, nó nằm ở đường 495 hay 97 Trần Hưng Đạo. Hình sự thành phố, tôi nói chia sẻ các bạn giang hồ ở Sài Gòn mà nói là hình sự thành phố nó mời lên thì tôi nói là đái cho quần. Tôi nghĩ điện lúc đó tôi đang ở nhà thôi. Thì sáng sau tôi từ Bình Dương tôi chạy sớm xuống, tôi chạy xuống dưới Sài Gòn, nó chạy xuống thì tôi nhớ là 90 giờ tôi chạy đến Trần Hưng Đạo. Tôi vào thì tôi hỏi, đưa giấy mời và tôi hỏi thì nói là trong đó trực ban nói là Phương không có ở đây, không có ở nhà. Thế nó điện cho Phương, Phương mới giật mình, kêu ô anh Long hả? Và đúng rồi, bảo sao là ô anh, thế em xin lỗi anh, em không biết là anh đến hôm nay là em lại đi với sếp rồi. Thế em hẹn anh là ngày mai anh tới thì em tiếp anh. Tôi bảo cũng được. Thế là hôm sau tôi tới thì tôi chia sẻ các bạn là tôi tới mà tôi gặp một cái thì là tôi vào báo một cái là bạn ra liền, ô anh đây, em đây, anh Long đây, em đây. Và cái tôi nói liền, tôi nói là anh nói thật với em, anh ghét nhất những người mà làm ăn là không giữ uy tín. Là bạn cũng giật mình, bà ô đi em thật sự em xin lỗi anh Long, em xin lỗi anh, đúng là em hẹn anh mà em không em phải để anh lên mất công mất việc của anh. Thôi em xin lỗi anh, em sai rồi. Nên vì sao vậy, anh nói với em là công việc của anh còn công việc của anh lại có gia đình cháu như thế nữa mà. Chưa gì em hẹn ăn lên, em biết ăn ở đâu lên, ăn từ Bình Dương anh chạy lên 4 giờ mấy 5 giờ nó phải chạy lên đây để đúng giờ để hẹn gặp em, mà lên để em lại không có. Thế mà em xin lỗi anh, ý như vậy. Thì bạn mới nói là thực sự là phường nó mất báo mất như thế thì nghi ngờ như vậy. Thì em không đúng là lần đầu tiên em gặp người giang hồ như anh. Đó. Mà anh hẹn một cái anh lên rất đúng giờ. Mà hai là anh lên một cái gì anh rất là thẳng tính. Anh nói thẳng em thế, nói thế em đúng là lần đầu tiên em gặp anh. Nhưng mà đúng thật sự là em lại lần đầu tiên em gặp anh, em rất là có cái những cái mà là rất là cảm tình đặc biệt với anh. Đó, ý như vậy. Thế mới hỏi là thế tại sao lại mời anh lên đây làm gì, ý vậy. Thì thực sự em là em trước em hình sự quận 3, ý vậy, em mới về đó. Nhận địa bàn quận, địa bàn của em chịu trách nhiệm là quận 12 và quận Gò Vấp, ý như vậy. Nên anh thì cũng nằm trên cái phạm vi địa bàn mà em phụ trách. Nên là thứ nhất là cũng là anh thì ở đó thì cũng là người làm ăn thì ở đó thì ai cũng biết. Nên là em cũng muốn là cũng là một công đôi việc, cũng muốn là để xác minh xem. Đó. Và hai cũng muốn là gặp gỡ anh để trao đổi một số công việc. Vì đây là địa bàn của anh thì cũng mong rằng là anh giúp đỡ em trong cái vấn đề là cái công việc của em, để hoàn thành công việc của em, trách nhiệm của em. Và đúng rồi. Công việc thì nói chung là với anh thì anh cũng đã nói với là các anh hình sự trên quận rồi. Là địa bàn đây là anh nói anh không làm ảnh hưởng gì đến địa bàn, anh không làm ảnh hưởng. Còn cái công việc của anh thì anh làm địa bàn khác thì và em biết rồi, em cũng có nghe nói anh em ở hình sự quận nó nói rồi là anh rất uy tín, anh nói gì là anh giữ lời đấy em. Thế là chính vì như vậy mà em cũng rất là muốn là đặt là đấy là muốn gặp anh để trao đổi về một số việc. Thế nó mới hỏi là hỏi tôi là bây giờ anh làm gì, mà tôi bây giờ anh chỉ mỗi cho vay. Ô sao anh không làm banh làm số ý vậy, hay là anh đập máy bắn cá đi. Thì tôi mới nói là chứ mà banh số cái gì mà mạng biết là tôi không dành, và hai nữa là tôi không thích, nên là nó cuối rồi không thích làm đó nữa. Và hai là đặt máy bắn cá thì nói chung là cái đây nó thuộc vào phường 14, nó là phường điện không làm được. Mà anh yên tâm anh làm đi. Đó, quận kia thì đó là điểm của quận thôi, nhưng mà em ở thành phố đây địa bàn của em thì nói chung là anh cứ làm thì em sẽ hỗ trợ cho anh về cái vấn đề đó, hoặc là anh cho vay cho biết anh cần gì thì em sẽ hỗ trợ. Rồi có nghe nói là vừa rồi là có rất nhiều người ở đó họ trốn ăn số tiền rất là lớn, là trên này anh em đã nắm bắt được hết. Thế tiện đây thì em hỏi anh cần hỗ trợ không thì em hỗ trợ, ý như vậy. Thế tôi cười tôi nói thôi hỗ trợ gì chứ, anh giờ anh đâu cần. Thứ nhất là cũng cảm ơn em. Thứ hai là họ cũng đi nước ngoài họ làm, họ gửi tiền về họ trả cho anh. Mà hai là anh cũng chưa cần phải đến cái em hỗ trợ. Bảo anh yên tâm là em chỉ cần mang lên em điện về địa phương, họ là nói là họ phải đi lên là địa phương sẽ mang giấy mời lên, cũng như là mời anh lên công an khu vực để gặp gỡ giải quyết một số vấn đề. Thế là bắt buộc là họ phải ăn cứ lên phường ăn lấy cái số chứng minh của họ, ăn đây cái địa chỉ hoặc em để em nhắn xuống em hỏi em cái hộ khẩu của họ đâu, là em sẽ điện về địa minh xác minh về địa phương của họ là
mời họ lên là họ sẽ phải triệu tập lên, mời họ lên để họ lên là để làm sao để giải quyết cho anh cái công việc của anh, ý là về tiền bạc như thế, và trước mắt là cái vấn đề tiền, và hai nữa là về công việc về làm ăn về sau này thì đó, ví dụ như là có ý tưởng về đặt máy bán cá thì em sẽ làm sao hỗ trợ anh, ví như vậy. Thì để câu chuyện này để tiếp tục là tôi có làm những công việc đó hay không, và có giúp tôi, căn công an có giúp tôi để đi để tôi thu nợ cái số tiền nó như nào, thì cũng xin được dừng ở đây để tiếp tục mai tôi đã chia sẻ cùng các bạn. Cảm ơn sự lắng nghe của các bạn, cùng chúc các bạn có một ngày bình an.